Ok, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay trong một buổi trưa rất yên tĩnh, thì em cũng vừa mở cái nội thất của một cái cặp súp, hàng này mới về xong. Em cũng lên video luôn cho anh em xem. Đây là một cặp súp bãi xịn các bác nhé, mang thương hiệu Yamaha. Thì cái thương hiệu Yamaha này các bác cũng đã biết rồi, đây là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên thì con súp này nó lại là thương hiệu của Yamaha, nó là súp Yamaha nha các bác nhé, nhưng lại được sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Cái này do các công ty người ta đặt nhà máy ở các nước khác nhau. Thì đây là một trong những cái quả súp được sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Model của con này nó chính là CVK118V, hàng bãi xịn của Yamaha các bác nhá, được sản xuất tại Mỹ này, made in USA này. Đây là quả bát của nó. Em cũng hôm nay thì cái video này em chủ yếu giới thiệu hình thức bên ngoài và nội thất của quả súp này thôi, chứ không test chất âm, bởi vì là thực tế là các bác biết là test một chất âm của quả súp thì khi nghe test qua điện thoại, cái ghi âm của cái điện thoại nó đã không được chuẩn từng với cái giải, những cái giải súp rồi. Thứ hai, khi các bác nghe qua điện thoại nó cũng không được chuẩn những cái âm thanh của cái tiếng súp. Cái tiếng súp này là những cái tiếng giải rất là sâu trầm, cho nên là khi nghe qua điện thoại, thu âm qua điện thoại thì nó không được chuẩn xác lắm. Thì em chỉ giới thiệu đây, quả bát này cũng được sản xuất tại Mỹ luôn này các bác này, made in USA by Emelin này. Con này là được công ty Emelin sản xuất nha các bác nhé. Công ty Emelin sản xuất này, các bác biết là Emelin là một thương hiệu lớn của Mỹ, chuyên sản xuất bát, chuyên sản xuất linh kiện cho loa các bác nhé. Đây này, made in USA by Emelin này. Thì đây là một quả bát được sản xuất tại Mỹ các bác nhé. Các bác lưu ý. Và con này cũng được lắp ráp tại Mỹ luôn các bác nhé, vỏ thùng cũng được sản xuất tại Mỹ luôn. Thì đây là cái phần bên trong của thùng loa. Cái thùng loa này được bọc một lượt kín cái bông tiêu âm màu vàng. Và đây có một cái con chở gì đây, cái này thì em cũng không biết nó là chở gì, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có tác dụng để làm tiếng bát trầm sâu hơn. Các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Vỏ thùng không có một chỗ nào hở bông thủy tinh luôn các bạn ạ. Cái này là do nó bị co thôi, còn đúng ra là nó kín hết đấy. Thì hình bức bên trong của nó nhìn có rất là đẹp. Thì các bác biết đây rồi. Các bác nhìn này, đây là cái màng của nó có một cái lớp chắn bụi rất là tốt. Thông thường những cái loa mà có chắn bụi như thế này, cái lớp chống bụi dày như thế này, thì gần như là bụi nó vào ít khi nó vào bên trong được. Cho nên là nhìn hình thức bên trong nó còn rất rất là đẹp nha các bác nhé. Có hai lỗ thông hơi bên dưới này. Thùng này rất là to cao các bác nhé. Thùng này đã cao 70 phân. Rộng và sâu là 63 phân rưỡi. Một cái quả súp rất là to. Đây các bác này, nhìn những hàng xịn, những hàng mà của công nghệ của Mỹ thì các bác biết này, người ta rất là chuẩn chỉ từ những cái chi tiết rất là nhỏ này các bác này. Đây nó có một cái gioăng để chống rung cái màng sắt, chống rung cái màng e-căng sắt kia. Có một cái màng đây này. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Và cái lớp sơn này các bác nhé, cũng là một nước sơn. Như em nói thật các bác này, vận chuyển bao nhiêu cái loa từ Trung Quốc về thì nó đều bị xước sát. Như cái riêng cái đôi này, cái nước sơn đấy, các bác biết không, nước sơn lì cạo gần như không xước luôn. Phải nói em nói thật các bác, đây là một trong những quả trầm rất là đẹp, rất là ưng ý luôn. Các bác nhìn này, không có một vết xước nào luôn, chỉ có bẩn thôi. Rồi, các bác nhìn thấy không ạ? Cái nước sơn của nó dày dặn mà nó chắc chắn lắm các bạn. Đây tất cả là bẩn thôi nhá, không có một xước trắng nào luôn nhá các bác nhá. Đấy, một cặp súp Mỹ mà em thực sự lo nghĩ. Đây, cái giải con này thì có một cái màng vải, gân vải. Đấy, gân này, 1, 2, 3, 4 sóng này. Gân 4 sóng này. Và rất là mềm các bác nhá. Đấy, độ nhún, độ mềm, độ nhạy của nó rất là cao luôn các bạn. Ấn nhẹ, các bác chỉ chạm tay vào thôi nó đã có độ nhún rồi. Cho ra tiếng bát rất là mềm các bác nhé. Các bác này. Ấn nhẹ thôi. Các bác chỉ cần đập nhẹ thôi đã thấy cái độ nhún của cái màng nó rất rất là mềm các bạn. Cho ra tiếng súp này thì các bác em khẳng định là không thể nào mà mềm hơn được nữa. Tiếng súp nó cực kỳ là mềm mại luôn. Giải bát con này xuống tới 30 Hz các bác nhé. Thì đây cũng là một cái giải mà tất cả các loại súp đều mong muốn. 30 Hz thì gần như dưới 30 Hz thì cũng gần như là tai con người không thể nghe được nữa rồi. Con này có nghĩa là xuống rất rất sâu luôn. Con bát này xuống tới 30 Hz các bác nhé. Thông số của nó đây, em lật sâu cái thùng cho các bác xem. Đây tất cả đây nó còn cái tem gì đây.
cái tay sách này, hai bên tay sách này đều có một cái logo của Yamaha này các bác này. Tất cả tay sách của mình nó đều có một cái logo dập chìm như các bác nhá, của Yamaha này. Đấy, mà đây là đằng sau của nó này. Có một cái tem. Còn nguyên series nhá các bác nhá. Tem, tem series này, mã Moden CVGF118 này. À, công suất của nó là công suất trung bình là 600W này. À, công suất là một cực đại là 1200W. À, công suất cực đại là 1200W này. Sản xuất tại Mỹ này. À, tất cả là sản xuất tại Mỹ nhá. Con này thì có hai đường ra, hai đường vào. À, tất cả là bốn đường vào các bác nhá. Hai đường bằng rắc sau ly và hai đường bằng rắc lưu trích. À, cho các bác nào thích. À, các bác nhìn những cái súp hơi của Mỹ, thông thường người ta hay sử dụng những cái rắc 6 ly này. Nhưng con này thì nó đã được cải tiến thêm một hai cái rắc lưu trích đây, rất thuận tiện cho các bác làm sự kiện nhé. Tất cả đây các bác này, đằng sau thế cũng vậy này. Đây này em vừa làm ngửa ra thì nó dính những cái bụi bẩn vào đây thôi. Rất là đẹp luôn. Lớp sơn của nó cực kỳ là lì luôn các bạn. Rất là lì luôn. Những hàng của Mỹ xịn thì không có điểm gì để chê nó luôn. Tất cả quay sách của nó thì còn vẫn còn nguyên cái logo dập chìm này các bác nhé. Đấy, đây em đang quay là bị phản ánh sáng nó tối một chút thôi. Đấy. Em có một cặp thôi, một cặp duy nhất thôi. Đấy. Rất đẹp, khẳng định các bác là đẹp. Đẹp đến trên 90%. Đây, quả bát của nó đây các bác nhìn này. Nó đẹp óng ánh luôn ạ. Bụi thì nói chung là cái này chỉ bụi rất là nhỏ thôi. Đấy. Về cơ bản rất đẹp. Con này thì có cấu trúc từ 220 nha các bác nhé. Con này thì côn của nó côn khoảng 86 chứ không phải côn 100 đâu các bạn. Đấy, nhiều anh em bán hàng cũng đã bán những cái mặt hàng này, anh em bảo côn 100 nhưng con này thì em khẳng định là không phải côn 100. Con này là côn khoảng 86 thôi. Không được 100 đâu các bạn. Nhưng mà công suất của nó rất là tốt vì những hàng Mỹ này cho ra chất âm rất là tốt và khỏe. Đấy. Đây các bác nhé. Em chỉ các bác nhìn chung này. Đấy, em chỉ vỗ nhẹ bằng cái màng này kêu thôi. Các bác đã nghe tiếng trầm của nó rất là sướng tai rồi. Đấy, khi nó đánh bằng lực phát ra bên trong của nó thì cực kỳ sướng này. Đấy. Đấy, cái này nó do thiết kế của cả cái thùng nữa các bác nhé. Cái thùng này nó cho ra chất âm nó rất là hay này. Chứ không phải nguyên của bát nhé. Một là của bát là chắc chắn rồi. Nhưng cái thùng người ta thiết kế cũng đưa ra một cái chất âm rất là tuyệt vời cho các bác này. Đấy, đây là em vỗ bằng tay này. Nếu các bác đeo tai nghe các bác sẽ nghe tiếng. Tiếng trầm của nó đánh ra nguyên mình mà rất rất là sâu. Đấy là do cái thiết kế của thùng nó đã tốt rồi. Thứ hai cái màng độ nhún của nó rất là nhẹ. Thì cặp này em cũng báo giá luôn cho các bác. Cặp này em đang bán ra với giá là 16 triệu các bác nhé. 16 triệu cho một cặp súp Mỹ. 16 triệu một cặp. Còn các bác nếu mà các bác nào thích mua lẻ thì em sẽ bán cho các bác vì là mua lẻ là em cũng không thích lắm. Con này vì nó là súp Mỹ thì thường các bác chơi theo cặp thôi. Các bác mua lẻ thì gửi cho em 8 triệu rưỡi các bác nhé. 8 triệu rưỡi một cả một chiếc, còn các bác mua cả cặp là 16 triệu. Cái cặp này thì rất nhiều anh em đã bán, các anh em đang bán khoảng 18 triệu. Đấy, con này em mà nhập được giá tốt thì em sẽ để cho anh em với giá tốt thôi. Đấy, mà em bao zin bao đẹp cho anh em nhé, đẹp xuất sắc, đẹp toàn diện luôn các bác, đẹp từ trong ra ngoài. Đấy, khẳng định các bác là cũng hiếm khi mà gặp nhập được quả sút nó còn đẹp thế này. Đấy, thùng vách thì không có gì để chê luôn. Gỗ dày và nó rất là chắc chắn, cái nước sơn của nó mới là quan trọng, sơn sần nhưng mà rất là chắc luôn các bạn. Cạo không có một xi nhê gì luôn, cạo chỉ có gãy móng tay thôi. Ok, các bác mua hàng vui lòng kết nối qua số điện thoại 0378030730 hoặc 0345220586. Địa chỉ của em là xóm Chùa Liên, Sơn Tân Yên, Bắc Giang các bác nhé, em ship hàng toàn quốc cho anh em. Tất cả những cái hàng to như thế này thì bên em đều yêu cầu các bác cọc ít nhất là 500 đến 1 triệu một trên một chiếc nhé các bác nhé. Nếu mà một cặp thì các bác phải cọc cho em 1 triệu thì hàng mới đi được. Vì hàng này rất là nặng, rất là to, rất là cồng kềnh. Cước rất là cao. Dành cho những anh em thực sự biết chơi âm thanh. Đó. Rồi ok. Các bác đi qua cho em xin nút like, nút đăng ký kênh các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng với Chu Du Audio. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những video lần sau. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.